Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày đầu năm 2014. Y sư Thánh Giống chúng tôi rất là vui mừng còn có dịp thưa chuyện cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Bởi vì chúng tôi đã tịnh khẩu khoảng gần tháng nay, trong lúc cầu nguyện và chờ đợi đồng bào nhận lãnh hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, ngõ hầu đồng bào mới có thể thức tỉnh rồi mau mắn đồng hành cùng Thánh Giống chúng tôi làm việc của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Vâng, sự trễ nải của chúng ta bấy lâu nay đã làm mất mát vô cùng những tình thương yêu vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã và đang ban cho nhân loại. Mà đúng ra thì người Việt Nam chúng ta cần phải nhận lãnh một cách trang trọng và chấp hành một cách mau chóng để phân phát tình yêu vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Thế nhưng người Việt Nam chúng ta đã thờ ơ, vô trách nhiệm một cách quá đáng. Mà tiếng Việt Nam mình, ngôn ngữ bình thường thì nói rất là dễ thương và cũng rất là xác thực. Tức là người Việt Nam ở hải ngoại ngu chết mẹ. Ngu đến nỗi mà chết mẹ mình luôn, thể hết nói rồi. Bởi vì những hồng ân vĩ đại này chỉ có Thượng Đế mới có mà ban cho. Mà tại sao Ngài lại ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta, mà chúng ta lại thờ ơ, vô trách nhiệm, thậm chí có những kẻ còn khinh bỉ về những hồng ân phép lạ vĩ đại này. Kính thưa đồng bào thân mến, những kẻ nào khinh bỉ và thờ ơ đối với công việc này thì lần lượt những hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ ngưng lại cho những kẻ đó, là bởi vì họ không cần và không muốn nhận thì đương nhiên Thượng Đế sẽ không ban cho những kẻ đó. Đó là điều khốn nạn cho kẻ đó, và nói rằng là ngu chết mẹ. Mà khổ nổi cái là tất cả, cái phải nói là hầu hết người Việt hải ngoại ngu chết mẹ. Chúng ta đã không có phương thức, phương sách, kế sách, phương tiện, cái giống gì hết để lấy lại dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, ngoại trừ hồng ân của Thượng Đế ban cho qua những phép lạ vĩ đại này mà tôi đã trình bày trên 4 năm nay. Và trước đó tôi đã trình bày hàng mấy chục năm nữa. Vâng, kính thưa đồng bào thân mến, thì bây giờ chúng ta đồng bào tự quyết định nha. Thì tôi phải nói thẳng và nói thật, tại thời giờ hết rồi. Thượng Đế bắt đầu sẽ lấy hồng ân lại, không ban cho những kẻ nào khinh bỉ và chối bỏ lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, đây là đầu năm 2014.
Thứ nhất là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009 rất rõ ràng. Liên lỉ sau đó nhiều phép lạ tỏ hiện ra, cũng như hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ tỏ hiện ra rất rõ ràng. Đấy, không thể chối cãi được, những hình ảnh này không có chối cãi gì được hết á. Khuôn mặt anh hùng chiến sĩ đây, xây hướng này là cái gì? Là ông rồng vĩ đại đang phun lửa tiêu diệt quỷ dữ và tiêu diệt những kẻ ác. Những kẻ nào đang đầy đọa dân tộc và đất nước chúng ta thì sẽ bị hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ kết tụ thành rồng trời và sẽ tiêu diệt những kẻ đó đời này và nhiều đời sau này trong những ngày tháng năm sắp tới. Linh hồn chiến sĩ, hàng triệu linh hồn chiến sĩ đây, và đây khuôn mặt Chúa Giêsu đây, và đây hình lớn đây hiện ra tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Xây dựng này là ông rồng đây phun lửa tiêu diệt cái ác, và đây hình phóng lớn đây, rõ ràng không có gì mà phải thắc mắc chối cãi. Đồng bào ơi, vào trang website của chúng ta in lại những hình ảnh này miễn phí và sang nhạc Tĩnh Tâm Thiên Nhạc Thiền Định miễn phí. Và những ai chưa làm bổn phận của mình thì hãy mau mắn thông báo cho nhiều người được biết gấp, và đồng thời mở tâm lập công chuộc tội, lập công bồi đức, phụ giúp tôi có đầy đủ phương tiện để thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Những kẻ nào thờ ơ chối cãi việc làm này hoặc là khinh bỉ thì sau này sẽ chết sầu muộn, và linh hồn sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ gì thánh giống chúng tôi nhắc nhở trong tình thương yêu. Và đây là Đức Mẹ Maria đây. Những kẻ nào khinh bỉ Đức Mẹ Maria thì sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đây là sư tử nhà Chúa đây. Sư tử cha bảo vệ sư tử con. Tôi làm đủ màu khác nhau để cho ba tánh chọn lựa. Hãy vào trang website của chúng ta in miễn phí, facegodjesuschrist.com. Thưa đồng bào quý mến, đây là thông báo khẩn cấp của Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam chúng ta. Chứ Châu Đốc gọi là Chùa Hương đó, thì cái bài này tôi không nhớ viết vào năm nào, nhưng có lẽ viết khoảng trước thời Đức Huỳnh Phú Sổ mà giáo chủ Đạo Hòa Hảo. Thì cái bài đó ngài viết mà tôi được học. Và có lẽ là chắc bởi căn duyên tôi lúc nào cũng hướng thượng và cũng mong học tập những cái gì những bậc tiền nhân thánh triết của Phật Chúa đã dạy, cho nên tôi được học. Và tôi xin thưa với quý vị, tôi đọc lên như đây: Mỹ Nga Tàu sắp đến nặng tay, dùng bom nguyên tử tới ngày, đất kia sụp đổ nặng tay ngất trời, rồi các nước chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào,
tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Lời tiên tri Tây An nói trước, Việt Nam thời Ô Thước bắt cầu, để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt đặng chầu Thánh Dương hoặc Phật Dương. Kính thưa quý vị, tiếng Phật Dương hay Thánh Dương đó là do Kim Cúc đưa vào để có ai tin vị nào thì được ân điển của vị đó dạy và soi dẫn bởi cái bài Thiên Thư Sấm Giảng này. Thì kính thưa quý vị thấy đó, tiên tri lúc đó là Kim Cúc học cái bài này, chắc có lẽ lúc đó Kim Cúc học hồi từ lúc nhỏ, và ông bà Kim Cúc cũng rất là thuộc bài này và hay đọc ngâm nga. Mẹ Kim Cúc hay đọc mỗi khi ru Kim Cúc ngủ, cho nên vì lẽ đó Kim Cúc thuộc từ nhỏ tới lớn, và thỉnh thoảng Kim Cúc hay chia sẻ cho mọi người. Thì kính thưa quý vị, lúc đó mình đâu có biết là dân Việt Nam sẽ phân tán khắp thế giới như bây giờ, mà dùng cái câu là tản cư ngoại quốc người về trong Nam hay Việt Nam gì đó. Kim Cúc có dùng từ sai, mong quý vị thông cảm, tại vì Kim Cúc hiểu cái ý mà cái từ, nếu ai biết đó mà Kim Cúc sai thì mong quý vị gọi lên đài của Thánh Giống Trần Quang Đại để đóng góp thêm ý kiến của quý vị, để chúng ta biết rằng chúng ta cùng học hỏi và thương yêu nhau, xây dựng để cho hoàn hảo những cái thánh ý mà do Sấm Giảng Thiên Thư đã dạy chúng ta. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, đây là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và đây là khuôn mặt những linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra ngày 31 tháng 1 năm 2010. Và đây là sư tử nhà Chúa, John 5:5 Revelation. Đương nhiên chúng tôi làm hình màu đủ màu khác nhau, nhưng mà màu gốc thì màu như thế này, phía trên cái tường bên đó đó là màu gốc sư tử nhà Chúa đó. Và đương nhiên những hình ảnh này thì màu đậm hơn, màu gốc thì lợt hơn. Và đây là hình ảnh quỷ Satan hiện ra trên mây vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Cũng như đây là cảnh báo động đất tsunami sẽ tiêu diệt ít nhất là 1/4 quả địa cầu. Sự sống trên quả địa cầu sẽ bị hủy diệt ít nhất 1/4 trên quả địa cầu. Đây là hình ảnh cảnh báo trước. Hình ảnh này Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho phép tỏ hiện ra. Và khi chúng tôi cầu nguyện, và chúng tôi xin trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, xin Ngài làm phép lạ. Những phép lạ này tỏ hiện ra trên mây để hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta. Và đương nhiên chúng ta có hình ảnh The Lion of Judah. Cái này sư tử cha bảo vệ sư tử con. Chúng tôi làm mình hình màu hồng rất là đẹp. Tất cả những hình ảnh này đồng bào có thể thỉnh tại văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam. Địa chỉ trên màn hình, nhớ liên lạc với chúng tôi nếu đồng bào những ai ước ao được có những hình ảnh này. Và đây cũng là một trong những phương cách tốt nhất để phụ giúp chúng tôi có ngân sách làm việc một cách dũng mãnh hơn. Cũng như thỉnh nhạc CD, nhạc tĩnh tâm. Và đương nhiên thỉnh những hình ảnh phép lạ này để giúp chúng tôi có phương tiện làm việc một cách mạnh mẽ hơn. Kính thưa đồng bào thân mến, đây khuôn mặt Chúa Giêsu rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và tất cả những hình ảnh này đã được cầu chứng tại Hàn Lâm Viện Thế Giới. Một lần nữa thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu. Đây là một số hình ảnh phép lạ mà chúng tôi đã chụp được. Thượng Đế đã tỏ hiện ra cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Thứ nhất là khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Rồi kế đến nữa là linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra.
Và kế nữa là ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng, ông tổ bà tổ chúng ta, ông rồng phía trên, bà phượng hoàng phía dưới, và đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, và đây là khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu. Rất rõ ràng, đồng bào có thể vào trang website của chúng ta, Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại, trên tất cả những trang website internet, đồng bào cứ vào đánh vào Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại thì sẽ xem xét được tất cả những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để vượt qua thời mạt kiếp tận diệt đang chuyển qua thời thánh đức. Và đồng bào nhớ làm bổn phận của mình phụ giúp chúng tôi có thêm đầy đủ phương tiện để tiếp tục thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhân loại được biết gấp, thì đồng bào sẽ được hưởng tràn đầy hồng ân của Thượng Đế ban cho đời này và đời sau. Kính thưa đồng bào quý mến, sau đây Thánh Gióng chúng cháu trình bày về những phép lạ vĩ đại của Thiên Chúa Giêsu là Thiên Thượng đã ban cho nhân loại, và đặc biệt ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta được biết trước. Về những phép lạ vĩ đại và quan trọng nhất mà hiện tại nhân loại đã và đang mong chờ, chúng ta thấy hình ảnh đầu tiên là chúng ta có khuôn mặt của Thiên Chúa Giêsu tỏ hiện ra trên mây. Đây là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu cảnh báo về cơ tận diệt đang bắt đầu xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới, có nghĩa rằng là đã bắt đầu xảy ra rồi. Nếu mà chúng ta chú tâm để ý, tĩnh tâm thì chúng ta sẽ biết. Và kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình màu gốc khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu. Chụp như thế nào thì in ra như thế. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào bá tánh dễ nhận diện. Khuôn mặt Chúa Giêsu rất rõ ràng. Chúng tôi làm nhiều màu khác nhau để đồng bào nhận diện. Đương nhiên chúng ta phải có hình màu gốc thì chúng ta mới có thể làm những màu khác nhau. Và màu gốc thì chúng tôi đã trình bày trên 4 năm nay rồi. Và kính thưa đồng bào, tiếp theo sau đây thì chúng tôi chia sẻ cho đồng bào một sự việc vô cùng vĩ đại. Đó là khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã tỏ hiện ra do Thiên Chúa Giêsu ban cho. Bởi vì chúng tôi cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu, xin Ngài ban cho. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ rất rõ ràng. Và đây là một hình ảnh nữa, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ rất rõ ràng. Và đặc biệt tuần rồi chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ chỉ chúng tôi một hình ảnh trong hình ảnh này mà chúng tôi mới biết tuần vừa rồi. Tức là chúng ta thấy có ông rồng thật là lớn đã hiện ra trong khuôn mặt linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Đồng bào để ý ở đây, đồng bào sẽ thấy rõ, rất rõ ràng. Chúng tôi đi gần để cho đồng bào coi chi tiết. Chúng ta thấy đây là đầu của ông rồng đây, mắt nơi đây, đây là miệng, há miệng ra phun lửa, mũi thở phun lửa ra từ lỗ mũi luôn nữa, và đang điêu đốt, thiêu đốt những cái ác và cũng như thiêu đốt quỷ Satan. Và cần cổ của ông rồng đây và mình của ông rồng đây thì rất là lớn, có hàng triệu triệu linh hồn của những hùng chiến sĩ đồng hành cùng ông rồng. Chúng ta để ý
thấy rõ, rất rõ ràng. Tuần rồi chúng tôi cầu nguyện thì chúng tôi được Thượng Đế cho thấy nét đặc biệt này trong hình ảnh khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ. Đồng bào thấy ông rồng không? Đầu rồng đó rất là lớn, phun lửa rất là lớn. Và đấy, nếu mà chúng ta hình màu lớn thì chúng ta có thể nhìn từ đây. Chúng tôi cho đồng bào coi. Đây chúng ta có một cái hình lớn ở đây. Ông rồng. Đấy, đồng bào thấy cái đầu rồng không? Rất rõ ràng. Đó, cái đầu rồng đó. Đó, thấy rõ chưa? Rồng phun lửa đó. Và thưa đồng bào, đấy rất rõ ràng. Đây là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu. Hình này làm đậm hơn để cho đồng bào bá tánh, những ai huệ nhãn còn yếu quá thì có thể nhìn rõ thêm phần nào. Và nhất là cho cái bọn mà ngu chết mẹ đó, có thể nhìn thấy thêm rõ phần nào chút xíu. Đây là khuôn mặt Chúa Giêsu đã bị cái bọn ngu chết mẹ đó, cái bọn nhân loại mà bọn ngu chết mẹ đó đánh đập chảy máu mắt ha. Mũi thì sưng, miệng môi thì tét. Trước khi cái bọn ngu chết mẹ đóng đinh ngài vào thập giá, rồi đến giờ phút này, thời điểm này ngài lại sắp sửa tỏ hiện ra để mà cứu rỗi cái bọn ngu chết mẹ. Mà kỳ này chúng bay không nghe đó thì chúng bay sẽ bị quỷ Satan nó bắt luôn. Đây là y sư phụ động thiên vương tái thế vương đạo Đại Việt, đạo công bình bác ái đùm bọc thương yêu sống đầy ý nghĩa và tồn tại cùng càn khôn. Ai hiểu tới thì hiểu, hiểu không tới là thì cho ngu chết mẹ luôn. Nếu mà chúng bay cái bọn ngu chết mẹ vẫn cố chấp kiêu ngạo, khinh thường việc làm của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho. Đây, hình ảnh này là làm đậm hơn để cho cái bọn ngu chết mẹ chúng bay nhìn học hỏi được phần nào hay phần đấy. Học không được thì ráng chịu nghe các con. Ta không còn thời giờ cho chúng bay nữa đâu. Nhớ chưa? Đây nè. Đây là ánh mắt của ngài nè. Mắt ngài đây, chúng bay đánh ngài chảy máu mắt. Máu rớt xuống vào má nè. Lỗ mũi thì bầm dập sưng luôn nè. Môi miệng thì tét môi nè, trước khi chúng bay đóng đinh ngài vào thập giá. Rõ ràng không? Rõ ràng quá mà. Đúng không? Đây nè, chúng bay đánh đập ngài. Đó. Đây rất rõ đây nè. Cái mũ gai chúng bay đội lên đầu ngài đây nè. Và lúc nào chúng bay cũng là cái bọn quỷ. Quỷ cái bằng bị quỷ nhập đó. Đây nè, quỷ nhập đây nè, sừng nó đây nè. Mắt mũi nó lúc nào cũng là coi chúng bay coi trọng hơn Thượng Đế luôn nữa. Bởi vì chúng bay đâu nghe lời Thượng Đế đâu. Thành ra chúng bay coi chúng bay trọng hơn Thượng Đế, đúng không? Cái bọn ngu chết mẹ nhân loại chúng ta đó. Đây nè, mắt ngài đây nè. Cái bọn ngu chết mẹ chúng bay đánh ngài chảy máu mắt. Mũi thì dập nè, môi tét môi nè, đây râu ria đây nè đó. Đóng đinh ngài vô thập giá. Hình này tức là hình này nè, đúng không? Cái hình màu gốc là như thế này đây nè. Mở cái cặp mắt, mở cái cặp mắt thịt chúng bay ra mà học hỏi. Đây nè, hình này là chụp sao á, là in ra như thế. Để đây cho chúng bay coi. Cái bọn ngu chết mẹ, cái bọn chúng bay đó, cái bọn nhân loại. Đây nè, để cho chúng bay coi. Đấy, thấy không? Thấy không? Đó. Hình là hình màu gốc nè, chụp sao là in ra như thế đó. Thấy không? Còn đây là ta làm cho đậm hơn để cho chúng bay cái bọn ngu chết mẹ, cái bọn nhân loại chúng ta nè là cái bọn ngu chết mẹ.
Kỳ này chúng bay không sám hối là kể như là bị quỷ sa thân nó bắt luôn, nó bắt luôn đó. Nhốt, nó bắt làm nô lệ cho đến khi chúng bay chết lìa khỏi đời này, rồi sau đó linh hồn chúng bay bị nó hút luôn, nó nuốt luôn. Chúng bay sẽ bị nhốt chung với chúng nó hàng ngàn năm. Mà một năm ở trong quả ngục nó dài bằng 1.000 năm ngày thường. Nhớ cái bọn ngu chết mẹ nhân loại chúng bay đó, chúng ta đó, lo sám hối gấp. Không, mấy kỳ này là không xong đâu các con ạ. À, ta không còn thời giờ cho chúng bay nữa. Đứa nào sốt sắng ăn năn sám hối, lập công chuộc tội, hoặc là lập công bồi đức. Chúng bay nhân loại chúng ta có đức cái giống đách gì đâu mà phải đặt bồi đức. Mẹ, cái bọn ngu chết mẹ, cái bọn ăn cháo đá bát, cái bọn khinh thường cha trời thượng đế toàn năng, cái bọn tham sân si, cái bọn cộng sản khốn kiếp siêu quy khuẩn ăn hại, cái bọn tự do quá trớn lười biếng bon chen chụp giật bóc hốt mượn đầu heo nấu cháo chúng bay đó, cái bọn khốn nạn khủng bố, rồi cái bọn nhân loại là đúng là chúng bay là cái bọn ngu chết mẹ, bọn nhân loại chúng ta đó. Thượng đế tỏ hiện ra bấy lâu nay kêu gọi chúng bay khinh thường, chúng bay chuẩn bị nhé, thời mặt kiếp đang đến, tận thế đang bắt đầu xảy ra, sẽ có nhiều biến chuyển kinh thiên động địa, kinh hoàng và khủng khiếp trong những ngày tháng năm sắp tới. Và chỉ có kẻ nào thật sự ăn năn sám hối, cậy trông vào Thiên Chúa Giêsu và học hỏi cũng như thực thi theo những điều chỉ dạy của Ngài thì mới được cứu rỗi. Bằng ngược lại, chúng bay bọn ngu chết mẹ, bọn nhân loại chúng ta nè, sẽ bị quỷ sa tăng nó bắt và linh hồn sẽ sầu muộn, đau khổ, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ những gì ta nhắc nhở. Đồng bào Việt Nam hải ngoại thấy hình ảnh gì đây không? Đây là hình ảnh ông Rồng và bà Phụng. Ông bà tổ chúng ta hiện ra để phù trợ và dẫn dắt chúng ta làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt chúng ta gấp. Thế mà chúng ta đã thờ ơ vô trách nhiệm mà thậm chí còn khinh bỉ việc làm Hội đồng Cứu Nguy Dân Tộc và Đất Nước Việt do Thánh Gióng tái thế lãnh đạo cứu dân và cứu nước Việt Nam theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta và cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để phù trợ chúng ta làm việc. Thế mà chúng ta đã thờ ơ vô trách nhiệm và thậm chí còn có vẻ khinh khi nữa. Đúng là cái quân khốn kiếp mất dạy và ngu chết mẹ. Hình ảnh gì đây? Hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra kết tụ. Đây là khuôn mặt đây. Và đây là ông Rồng kết tụ bởi hàng triệu triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ. Ông Rồng đang phun lửa để tiêu diệt bọn quỷ dữ, bọn cộng sản và bọn tham sân si, trong đó có chúng ta nữa, và bọn con buôn thế giới, bọn tự do quá trớn khốn nạn gì đâu. Đây là hình ảnh gì đây? Linh hồn của hàng triệu chiến sĩ hiện ra để phụ trợ chúng ta làm việc. Và xây về hướng này, đó là ông Rồng đang phun lửa để tiêu diệt những kẻ ác. Mắt lọt trồng, quệ nhãn đuôi,
lo tham sân si, lo đong đầy những túi tham không đấy. Cái bọn Việt Nam hải ngoại này, cái bọn ngu chết mẹ. Sám hối, đồng hành cùng chúng tôi là việc gấp. Đây là cơ hội để cho quý vị lập công chuộc tội. Người Việt hải ngoại nhớ cho rõ. Chậm trễ thì sau này sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt.